tức là chúng bước đều, bước một hai 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 một hai. Xong rồi chúng xin mời chỉ huy, chúng ta sẽ lên bốc phiếu bốc căng thẳng. Cảm ơn chỉ huy của đơn vị Tân Tranh. Chúng ta bốc được đề số 2 với nội dung như sau: ông bà hãy thực hiện các động tác sau. 1. Khởi động khớp bả vai. 2. Vô huyệt đại trùy. 3. Vô ba đường kinh xương ngoài chân. 4. Động tác vô lưng. Và 5. Là phần ô khẩu hiệu. Chúng ta hãy đưa một tràng tay thật lớn để hoan chào đơn vị Tức Tranh với phần thi của mình với đề số 2. Và vâng, xin mời chỉ huy. Xin được động tác khởi động. Động tác khớp bả vai, chuẩn bị. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4.
Dạ vâng, một lần nữa xin gửi cảm ơn và xin chúc mừng đơn vị Tức Tranh. Chúng ta vừa thực hiện xong phần thi thứ nhất, đó là bài tập Dương Sinh Kinh Lạc Việt Nam. Và sau đây xin mời về chỉ huy giám khảo số 1 9 điểm, giám khảo số 2 9 điểm, giám khảo số 3 9,5 điểm. Điểm về đội hình, giám khảo số 1 9 điểm, giám khảo số 2 9 điểm và giám khảo số 3 9 điểm. Điểm về trang phục, giám khảo số 1 10 điểm, giám khảo số 2 10 điểm và giám khảo số 3 10 điểm. Các cụ vỗ tay đi. Cháu được 3 con người này, cháu vỗ tay cả buổi sáng. Điểm sáng tạo, giám khảo số 1 giám khảo số 1 là 9,5 điểm. Giám khảo số 2 9,5 điểm. Giám khảo số 3 9 điểm. Dạ vâng. Điểm kỹ thuật, giám khảo số 1 8,5 điểm. Giám khảo số 2 9 điểm. Giám khảo số 3 8,5 điểm. Cũng là điểm cuối cùng của đơn vị Tức Tranh với phần thi thứ nhất của mình. Dạ vâng, xin chúc mừng và cảm ơn đơn vị Tức Tranh. Sau đây xin mời chỉ huy và hội viên đơn vị Tức Tranh bên trái quay. Dạ vâng, cháu xin mời các hội viên cũng như chỉ huy chúng ta di chuyển về vị trí tập kết của đơn vị mình. Và chúng ta nhanh chóng di chuyển và chúng ta chuẩn bị.